Ok, xin chào tất cả mọi người, xin chào các bạn ở bên Nhật Bản, Hàn Quốc và tất cả các mọi người ở ba miền đã đến với lại kênh YouTube của Thái Ngô Capital. Cái video ngày hôm qua, hôm thứ sáu đó mọi người, chúng ta nhận được rất là nhiều bình luận của mọi người nè. Đa phần mình đọc thì nó có hầu như ở tất cả những nhóm ngành nha. Ok, thì bây giờ là mình mới đi đi công việc mình về một tí và nó cũng hơi mệt, nhưng mà mình phải làm video để mình chia sẻ đối với mọi người vì quá nhiều câu hỏi mọi người ơi. Và giống như thường lệ nha, cái video ngày hôm nay rất là quan trọng vì nó sẽ là tổng hợp tất cả những câu hỏi cổ phiếu của tuần tới nha mọi người. Thì mọi người hãy cùng nhau là ai chưa đăng ký kênh thì hãy bấm cái nút đăng ký kênh nha, bấm nút subscribe nè, và sau đó là mọi người hãy bấm luôn cái quả chuông bên cạnh để mỗi khi mình ra video là mọi người sẽ nhận được đầu tiên nha mọi người. Ok, rồi bây giờ ai chưa like thì hãy like cái để cho chúng ta có tinh thần nha, bởi vì chúng ta tuần này cũng nhận được quá nhiều cái tin xấu ở cuối tuần ha. Mọi người cùng ghé mắt trên màn hình nè. Thì vào ngày thứ sáu đó mọi người, tình hình giao dịch nó có vẻ là khá là lâm ly bi đát ha. Dow Jones thì nó giảm gần như là 2.73%, S&P 500 thì giảm 2.91%, Nasdaq cổ phiếu công nghệ là giảm rất là mạnh đó mọi người, 3.52% này ha. Ở câu chuyện của nhóm hàng hóa thì giá dầu nó vẫn hiện tại đang neo ở khu vực là 1.120 đô la một thùng nha mọi người, 120-121 cả như dầu dầu WTI hay là dầu ngọt nhẹ đó mọi người, với lại dầu Brent thì neo neo ở mức độ khoảng 120 đô. Còn vàng thật sự là tăng cũng khá là mạnh và nó thể hiện cho mức độ thận trọng của nhà đầu tư đối với những tài sản là mang tính chất rủi ro ha. Hầu như chúng ta cùng đi nhìn qua tất cả những thị trường như là Đức nè, Anh rồi Pháp đều giảm khá là mạnh, cho nên cái câu chuyện này nó sẽ là một cái rào cản, một cái áp lực tâm lý rất là mạnh đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái giai đoạn của ngày thứ hai ha mọi người. Mở cửa ra có lẽ là mình sẽ nghiêng về câu chuyện nó sẽ có điều chỉnh và cái áp lực này nó sẽ rất là mạnh trong ngày thứ hai ha. Thì hy vọng nó sẽ như thế nào lát nữa chúng ta sẽ đi vào phân tích. Điểm qua những cái tin quan trọng của cuối tuần ha mọi người. Thì thứ nhất là VN-Index chỉnh mạnh dưới áp lực chốt lời. Thì trên cái câu chuyện này thì chúng ta thấy là vào ngày thứ sáu nè, những cái số liệu như là nhà đầu tư nước ngoài là mua ròng 84 tỷ. Còn đối với lại riêng tính riêng giao dịch ở trên sàn HOSE, tổ chức trong nước là không bao gồm tự doanh là mua ròng. Cái này nó cũng có một cái tín hiệu tích cực đối với là cả những ông đầu tư nước ngoài nè, cái ông trong nước cũng mua ròng 134 tỷ ha. Riêng anh chàng tự doanh lãnh bán ròng khoảng 78 tỷ, rồi nhà đầu tư nước ngoài là hôm vừa rồi là bán thoát lọn luôn mọi người ha. Bán khá là mạnh, đó là bán 142 tỷ. Bán 142 tỷ. Đây, nhà đầu tư nước ngoài nè mọi người. Mua ròng á thì là đối với anh chàng nước ngoài thì anh mua ròng là nhóm bất động sản nè, nhóm ngân hàng. Đó, thì cụ thể là những mã như là STB nè mọi người. Mọi người cùng nhìn trên màn hình nha. Rồi HD Bank, rồi DGC, Zimadep, Masan, Daxon, BNG, DG World. Không biết là những cổ phiếu mọi người nắm như thế nào nha. Còn ở cái chiều hướng mà bán ròng bán á thì là bán ở nhóm là điện, nước, xăng dầu, khí đốt. Và cụ thể là bán ròng những mã nào nè? Đó là CTG, Gas, BVD, Vinamilk, KDC, BVT, đa phần là nhóm khí dầu khí đốt ha. Còn đối với những nhà đầu tư cá nhân á, trong ngày thứ sáu vừa rồi là bán ròng 304 tỷ, và trong đó là khớp lệnh mà bán ròng á, đó là 143 tỷ nè. Cụ thể là gì ạ? Nếu mà ở chiều mua á, mua ròng thì mấy ông này, ông cá nhân ông tập trung là mua dòng banh như là VPBank nè, CTG nè, rồi mua là đẩy mạnh là mua BVD nè, mua NT2, mua Gas, mua Nam Kim, mua đạm nè ha, đạm Cà Mau đấy. Còn ở chiều mà bán ròng thì mấy ông này tập trung là bán những cái nhóm như là bất động sản, hàng cá nhân và gia dụng, cụ thể là STB, BNG, DCC đó. Thì những thông tin này mọi người nhìn vào mọi người sẽ thấy nè, VPBank thì mấy anh cá nhân mình là mua ròng khoảng 32 tỷ ha. Ngược lại mấy anh cá nhân mua thì là cái gì, có sự đối ứng của trong nước nè, tổ chức thì bán ròng, tự doanh thì bán, còn ông cá nhân là đi ra mua. Nói chung thì mọi người đọc những thông tin này ha sẽ rất là hữu ích cho mọi người. Ở chiều hướng của tự doanh á, là tự doanh bán ròng 79 tỷ đó, và trong đó thì nếu mà nói về mua á, là tự doanh sẽ tập trung là mua gì ạ? Mua Daxon, mua BNG, mua BCM, mua ACC, mua RI, cổ phiếu RI, mua Hoa Sen, mua MWG, mua DBR cao su. Đó là những anh chàng mà tự doanh mua ròng trong phiên thứ sáu. Còn ở chiều hướng mà bán á, là mấy anh này tập trung bán rất là mạnh ở gì ạ? Ở Hòa Phát, ở VPBank, ở Vinhome, NT2, STB, ACB, đó gần như đó đối ứng với lại cái lượng mua của bên cá nhân ha. Đây, nói chung thì thông tin này mọi người tìm đọc ở trên FinTrade ha. Ok, rồi. Xong cái thứ nhất. Cái thứ hai đó mọi người.
Đó là câu chuyện phố Wall chứng kiến tuần mất điểm mạnh nhất kể từ tháng 1 năm 2022. Dễ thôi, chúng ta sẽ nhìn trên đồ thị mọi người ha. Đây Dow Jones khá là mạnh mọi người ơi, tạo gap và bắt đầu nó kéo trở lại cái vùng demand zone này luôn nha mọi người, đạp một phát là về tới đây ha. Cho nên là cái thứ hai của chúng ta mình nghĩ nó sẽ khá là khó đối với lại thị trường nha mọi người. Áp lực đầu phiên rất là căng cơ đó nha. Đó. Và sau đó là gì ạ? Có lẽ là cái câu chuyện của để thắt chặt đó là do câu chuyện của Fed ha, chính sách thắt chặt tiền tệ, nói chung là mình nói hỗn rầy rồi. Rồi kiềm chế lạm phát và đặc biệt đó là lạm phát của Mỹ đó mọi người. Lạm phát vào hôm thứ đây là theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động Mỹ, lạm phát của nước này đã cán mốc là 8.6% trong cái tháng 5 vừa qua sau khi có số liệu này public ra ha, và mức này là cao nhất từ năm 1981 trong bối cảnh là giá lương thực thì tăng nè, giá xăng dầu lại tăng chóng mặt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt ha. Hiện tại thì đâu đó là cái chuyện mà dò đỉnh của lạm phát thì hiện tại là chúng ta vẫn đang còn vấp phải cái chuyện này ha mọi người ha. Cái này cũng khá là khó khăn. Lạm phát tăng mạnh là do những giá nhiên liệu tăng thì 34.6%, rồi giá thực phẩm thiết yếu tăng lên 11.9% nha mọi người. Và đâu đó nó có thêm cái câu chuyện của giá nhà ở nữa, đúng không ạ? Và đây nè, các chuyên gia kinh tế thì nhận định rằng áp lực lạm phát của tháng thứ năm có thể thấy rõ trên diện rộng, nhất là do cái chuyện gì ạ? Thứ nhất là do ông Nga với ông Ukraine là thứ nhất là rồi ha. Thứ hai là ông Trung Quốc đóng cửa kiểm soát dịch bệnh trong tháng 5 nè, rồi cái gì nữa ạ? Rồi cái số lượng mà xăng dầu các kiểu tăng đó mọi người. Nói chung thì bây giờ chúng ta đã đang còn vấp phải câu chuyện này và chuẩn bị sắp tới là vướng phải những câu chuyện của thắt chặt tiền tệ và tăng lãi suất nha mọi người. Đó là những cái tin tức mà nó mang tính chất là tiêu cực và cộng thêm với động thái của tuần rồi thứ sáu bán như thế này thì có lẽ là đầu phiên là thứ hai là mọi người nên chuẩn bị đi ha, chuẩn bị tinh thần để chúng ta là đối ứng để lát nữa chúng ta sẽ đi vào bên trong ha. Còn cái câu chuyện ngày mai giá xăng là vượt 32.000 đồng trên 1 lít. Cái bài báo này hiện tại là mình đang đọc là ở trên câu chuyện của Đài truyền hình Việt Nam ha, VTV. Nói chung là nếu như đúng dự báo mọi người ạ, thì thông thường mà nếu như nó đặt cái dấu hỏi mà nghi vấn này thì có lẽ là đa phần nó chính xác thôi mọi người. Thường thường mà đặt cái câu hỏi này là ngày mai là y bài luôn mọi người ơi. Nó khó gì đó. Phải chi mà đặt câu hỏi này mà ngày mai nó trớt quốc thì mình còn nói được ha. Đa phần ngày nào mà đặt câu hỏi là ngày đó là có đúng y luôn. Đây mọi người ạ, tính từ đầu năm tới nay, tổng số là 14 kỳ điều hành giá có đến là bao nhiêu ạ? 11 lần tăng giá xăng và chỉ có 3 lần giảm. Hôm nay thì mình cảm nhận tự nhiên mình cũng mệt mệt trong người mọi người ạ. Hồi sáng nay thì mình có đi ra ngoài cái ngôi chùa gần chỗ mình ha. Tuy nhiên về thì nó cũng 2 ngày nay tự nhiên nó mệt mệt trong người, có nghĩa là làm việc hay sao mọi người ạ? Đuối á. Chứ không phải là do câu chuyện thị trường nha. Không biết chắc ngồi chỗ lâu thì không biết mọi người có hiện tượng này không, mà cái cơ thể chúng ta nó bị sao á. Rồi, nói chung là lấy lại tinh thần để làm việc cái coi. Ok, tiếp tục này mọi người ạ. Và tuy nhiên thì có một cái tin tức tích cực là khối ngoại tiếp tục mua ròng 1.150 tỷ đồng trong tuần vừa qua ha mọi người. Điểm tích cực của thị trường là khối ngoại vẫn tiếp tục mua ròng nè. Cụ thể là gì ạ? Khối ngoại là mua vào 196 triệu rồi bán ra là bao nhiêu? 163. Như vậy cái chênh lệch mua ròng là 33 triệu, tương đương là 1.150 tỷ trong cái tháng vừa rồi ha. Đó là câu chuyện của anh nước ngoài nè. Rồi đến câu chuyện của quỹ lớn này nữa nè mọi người. Quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý đã giải ngân là 1.650 tỷ đồng ha mọi người. Đó là DCC là lọt top 10 danh mục thì trong này đó mọi người. Cái dữ liệu vào ngày 26 tháng 5 á, thì cho thấy cái quỹ tiền mặt lớn nhất của Vail đó là 152 triệu đô đó, nhưng mà chỉ sau một tuần này thì Vail đã mua ròng là 39,4 triệu đô, tức là bao nhiêu mọi người, tương ứng là đã giải ngân khoảng gần như 1.000 tỷ, 906 tỷ nè mọi người ạ. Đây, cái quy mô tài sản này lên đến là 2,2 tỷ đô la, và cụ thể là tỷ trọng tiền mặt của VAIL hiện tại chỉ còn chiếm khoảng 5.16%, có nghĩa là họ đã giải ngân cũng khá là nhiều rồi nha mọi người. Và cái giá trị tương ứng 5.16% này hiện tại rơi vào khoảng là 112,7 triệu đô la nè. Khoảng là người ta hiện tại là khoảng còn 2.592 tỷ trong cái quy mô tài sản là của cái quỹ này là lên đến là 2.2 tỷ đô la nha. Và tại ngày 2 tháng 6 này, giá trị tài sản ròng của chứng chỉ quỹ này nè đạt là 10,46 USD tương, cái này chắc tỷ mọi người ha, hay là bao nhiêu đây, tăng là 1.16% so với cái tuần trước đó mọi người. Nhưng
là vẫn giảm 14% so với đầu năm. Như vậy cái câu chuyện là quỹ này hiện tại là vẫn đang bị lỗ, nói thật sự là đang bị lỗ ha, rõ ràng, tại vì anh giảm 14,33% mà, đúng không ạ? Tuy nhiên thì cái hiệu suất hoạt động của VL tích cực hơn thị trường chung là ở góc độ là gì ạ? Thị trường chung VN-Index là giảm từ đầu năm tới giờ là 15,3%, nhưng mà cái quỹ này là giảm chấm 14,33%. Nói chung là họ cũng lỗ tài le, nói vậy cho nó dễ hiểu đi ha, cái này nó màu mè quá. Và cái việc mà cái quỹ này nó đẩy mạnh giải ngân tiền mặt gần đây cũng là một động thái dễ hiểu, khi là sao ạ? Khi Dragon Capital ở mọi người, khi cái chỗ mà cái anh cái xin lỗi mọi người nha, tự nhiên nó nghẹt mũi mọi người ạ, bày tỏ quan điểm tương đối tích cực về thị trường đã giảm về cái vùng định giá hấp dẫn. Nói chung là cái quan điểm của những cái quỹ lớn người ta đánh như vậy ha. Rồi, và bên cạnh đó cái câu chuyện mà chúng ta còn đang bỏ ngỏ và được Thủ tướng Chính phủ là Phạm Minh Chính ha, cũng đề xuất rất là nhiều lần và đang cũng thực hiện rất là khẩn trương, đó là câu chuyện của nâng hạn thị trường. Đây, và hiện tại quy mô vốn mà các quỹ có thể phân bổ cho thị trường cận biên, tức là ông Việt Nam mình là nóng nằm trong cái này ha, thị trường cận biên là 95 tỷ, còn quy mô đối với những cái thị trường mà mới nổi như vậy nó sẽ rơi vào khoảng là 6.800 tỷ đồng. Nếu như mà chúng ta là được lên nâng hạng lên thị trường mới nổi đó mọi người, emerging market đó mọi người ha, thì Việt Nam có thể là đón nhận hàng chục thậm chí là hàng trăm tỷ đô sẽ đổ vào thị trường. Thì hy vọng là cái câu chuyện này nó sẽ được được gì ạ? Được tiến triển khá là tích cực trong giai đoạn sắp tới ha. Và nó đây là nói chung là sự chung tay của quá nhiều bên chứ không phải là một mình nhà đầu tư nha mọi người. Thì hy vọng cái câu chuyện này nó sẽ là một cái nút thắt và nó là một cái bệ đỡ trong giai đoạn hiện tại. Ok. Trước mắt thì mọi người chúng ta đã đi qua bao nhiêu phút cuộc đời rồi mọi người? 11 phút nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính yếu của ngày hôm nay nè mọi người. Sau khi cái phần điểm tin tức ha, rất là quan trọng và hay ha. Rồi tiếp tục là chúng ta sẽ bây giờ này ha mọi người, mình sẽ trước khi đi vào trả lời tất cả những câu hỏi bình luận của mọi người về quá nhiều cổ phiếu mọi người ạ. Đây, phần trăm bình luận này ha mọi người. Thì bây giờ là Thái Ngô Capital sẽ đi trả lời những cái gì ạ? Mình sẽ đi một lần nữa đi qua câu chuyện của VN-Index nè, VN30. Rồi giờ nói về VN30 cái đi ha. Rồi, hiện tại là VN30 đó mọi người nhìn rõ trên màn hình nha. Thì với cái vol thanh khoản vừa rồi á mọi người, nó cũng khá là gì ạ? Khá là tăng, đúng không ạ? Nó đây nè. Nếu góc độ mà ông này là bao nhiêu triệu ta? 153 triệu ha, 153 triệu cổ phiếu được giao dịch trong cái phiên thứ sáu. Cái thứ hai là cái tín hiệu là nó hầu như nó đóng cửa gần như thấp nhất trong ngày. Thấp nhất trong ngày hôm thứ sáu là bao nhiêu mọi người? Đó là 1.324 điểm, còn bây giờ đóng cửa chỉ 1.325, cách biệt khoảng 1 điểm một mọi người ạ. Giảm là 17 điểm, tương ứng giảm 17,23 điểm nha, tương ứng là 1.28%. Thì cái câu chuyện này nếu mà thật sự nha, cái tuần mở cửa ra thì có lẽ là cái bài toán cái câu chuyện mà giảm tè le như thế này thì nó sẽ chắc cú rồi. Nó phải có động thái giảm ở đầu phiên ha, còn trong giữa phiên ngoài sau phiên thì chúng ta cần phải thật sự quan sát những cổ phiếu nào. À mọi người, thì hiện tại như thế này, cái hỗ trợ gần nhất nó là gì ạ? Là chúng ta sẽ đi căng cơ, bây giờ sẽ lấy trên khung tuần luôn nè. Còn trên khung ngày thì thật sự mà nói đã bị xé tạc cái gì ạ? Xé tạc cái câu chuyện là MA10 nè. Và MA10 bây giờ là chúng ta sẽ quan sát ở MA là 20, thì MA20 là 1.307 điểm đối với lại VN30 nha. Còn trên câu chuyện của cổ phiếu tuần đó mọi người, thì nó hiện tại cũng đang một cái cây nến lưỡng lự, và cái cây nến này nha cũng khá là khó để chúng ta phải xem xét thị trường như thế nào. Còn một cái điều như thế này nè mọi người lưu ý ha, là liên tục trong cái tháng vừa rồi á mọi người, hiện tại là chúng ta đã bước qua cái tháng thứ mấy mọi người, tháng thứ năm vừa rồi á, là VN30 chúng ta không đóng cửa được trên cái đường MA20. Đây cũng là một cái tín hiệu không ổn nha, cái này phải là một sự thật. Cái thứ hai á là cái cây râu nến này nè mọi người ạ, cái râu nến này nhiều khi nó cũng phải đáp trả lại, cho nên là chúng ta sẽ đang gặp một cái lực, tức là cái nội lực chúng ta nó lại chưa ổn nha mọi người ha. Để xem là cái tuần này, tuần sau đó mọi người, nó sẽ có rất là nhiều biến động rõ ràng luôn ha. Đó là trên câu chuyện của VN30, thì bây giờ cái hỗ trợ gần nhất chỉ có thể là lấy cái ông này ra mà soi thôi, là 1.307, và bây giờ là 1.325, thì nó có thể đề ba rất là nhanh. Còn á, nếu mà thật sự nó thủng luôn cái chỗ này thì mình nói thật nha, nó sẽ test về đâu mọi người? 1.270, 1.270 thì ông VN-Index ông sẽ bị đạp rất là sâu về khoảng bao nhiêu? Mọi người lưu ý nha, có lẽ là trên cái khung tuần, bây giờ chúng ta sẽ lấy khung tuần để nói chuyện cho nó dễ nè. Thì bây giờ là trên 1.300, trên khung tuần VN-Index nó sẽ đạp về khoảng 1.240 quanh quanh vùng này nha mọi người. Đó là trên khung tuần nha, còn khung ngày thì khả
khả năng rất là cao mà khi mà bán hoảng loạn như thế này có lẽ là nó sẽ xé toạc luôn khu vực khoảng 1266 trong cái phiên sáng thứ hai à. Thì để xem à mọi người, còn cái hỗ trợ bây giờ là 1266 2267 đó nha, tầm này. Thì với cái mức độ mà bị ảnh hưởng tâm lý như thế này thì có lẽ là chúng ta sẽ phải đối mặt với một cái trận đánh rất là ác chiến trong vòng thứ hai, đặc biệt là buổi sáng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ngó qua ví dụ mà VN30F1M, tức là cái hợp đồng phái sinh nha mọi người. Có một cái điều tích cực của hợp đồng phái sinh trong cái phiên vừa qua là như thế này nè, tức là cái số lượng, đúng mọi người, tức là cái volume nó không mang tính chất là nhiều giống như trên câu chuyện của VNDAX đó. Cái này nó cũng là một cái đỡ khổ nha. Và ông này ông đang có một cái vùng chặn là 1300, và đây trên khu vực 1300 của ông này thì nó có một cái gì ạ, cái vùng số tròn, thì không biết là bên chỗ này là phe mua và phe bán nó sẽ như thế nào. Và mọi người lưu ý nè, nếu tính từ cái ngày bùng nổ theo đà của hợp đồng phái sinh luôn nha, đây thì hiện tại là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, thì trong vòng 12 phiên này thì chúng ta vẫn đang thấy là cái volume của phe mua nó đang áp đảo phe bán nha. Tuy nhiên thì mọi người cũng phải lưu ý là những cái cây nến mà của phe mua á, tức là phe long á mọi người ạ, nó không mang tính chất là dứt khoát và nó liên tục tạo ra những cái gì cái nến bị đạp xuống nè, cái râu nến ở khu vực phía trên, thể hiện cho là cái phe sọt nó cũng đang đấu tranh rất mạnh với phe gì phe bay nha mọi người ha. Thì chúng ta sẽ quan sát cái chuyện này ha. Còn cái hỗ trợ mà trên cái khung khuất ly á, thì hiện tại mình thấy là đâu đó nó sẽ về khu vực khoảng 1270 70, mà để mà đạp về khu vực đó thì chúng ta sẽ còn là khoảng 40 điểm không mọi người, 40 điểm đó nha, 40 điểm. Bây giờ thật sự là rất là lo lắng đúng mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét như thế nào nè. Trên cái khung tuần vừa rồi á, thì cái volume daily á, thì lại là thấp, nhưng mà cái volume của gì ạ, của nguyên một cái tuần vừa qua lại là một cái volume là mang tính chất rất là nặng nè mọi người ha. Nó hầu như là có một cái volume trạng thái thị trường vào rất là nhiều, cả như bên, và đặc biệt là bên short đang chiếm cái thế thắng ha, đang chiếm một cái thế thắng nè. Thế thì bây giờ là chúng ta sẽ giao dịch như thế nào đối với thị trường hiện tại? Thì chúng ta sẽ như thế này mọi người, lưu ý nha, là trong thị trường hiện tại á mọi người ạ, chúng ta cần phải nhìn nhận lại nè, VN-Index vẫn đang là một cái kèo short, thật sự mà nói luôn á. Bởi vì sao, là nó đang vẫn thấp hơn cái gì ạ, MA50, nó vẫn chưa bao giờ là đáp trả lại cái khu vực dưới này. Cái thứ hai là cái vùng cản của 1003 là bị gãy ha. Cái thứ tư là không lắp lại gáp được mọi người ạ. Thì cái chuyện này nó sẽ quay trở lại test là bình thường. Tuy nhiên test mà nó vẫn giữ được cái nhịp độ trận đấu, tức là nó rút chân á, thì chúng ta sẽ không có chuyện gì để nói nha. Nhưng mà thật sự nếu mà test gãy luôn thì mình nói với các bạn ha, là thị trường cực kỳ xấu, cái này phải khẳng định luôn. Và chúng ta không thể nào giao dịch theo cái kiểu là cho dù chúng ta đang nắm cổ phiếu, nhưng mà chúng ta nhìn trạng thái của thị trường, nhìn trạng thái cổ phiếu chúng ta mọi người, gãy thì thật sự chúng ta phải hành động theo kiểu gãy, không được chống cự lại thị trường nha mọi người. Và bây giờ mình nghĩ như thế này, trên khung daily á, có một cái chuyện là chúng ta phải quan sát như thế này nè. Cái đường MA 20 hiện tại là cái đường này nó đang dốc lên, thì ít nhất nó cũng đang cho chúng ta thấy một cái trạng thái đâu đó nó tích cực một chút xíu thôi nha, về vận động kỹ thuật. Nhưng mà nếu mà trường hợp thị trường nó bị đáp trả lại thì có lẽ là ông này ông sẽ duỗi ngang và bắt đầu ông sẽ trả lại xuống là hết sức bình thường. Thế thì cái ngày thứ hai là ngày quan trọng cực kỳ. Thế thì bây giờ nè ha, các bạn bán hay là các bạn mua? Đây, nếu trường hợp nha, bán thì mình lại thấy nó như thế này, khả năng rất là cao là sẽ bị bán rất là mạnh đối với nhỏ lẻ chúng ta nè. Hiện tại mấy ông nhỏ lẻ là trong thứ hai bây giờ là đang rất là lo, mình nói thật đúng không ạ? Còn riêng câu chuyện của cá mập rồi những cái đội lớn thì chúng ta là chưa biết họ sẽ hành động như thế nào đúng không mọi người? Thế thì như thế này, trong những dạng mà thị trường đang vận động không rõ xu hướng thì thật sự xu hướng dài hạn là xu hướng giảm cái đó, nói thiệt. Và xu hướng hiện tại mà trong ngắn hạn á, là vẫn đang ủng hộ cho một cái dạng như là tăng thì không sẽ không tăng cái đó nè. Đây là một sự thật, nó đang hình thành trong một cái xu hướng hộp đi ngang rồi, nói thiệt. Còn về xu hướng dài hạn vẫn là đang một xu hướng giảm và đang là bước vào thị trường là của đau trend, bởi vì chúng ta vẫn chưa bao giờ chinh phục lại mốc MA50, đó là một sự thật nha. Thì trong cái xu hướng mà đi ngang không rõ như thế này á, thì nói thật luôn, từ xưa tới giờ mọi người ạ, thôi chúng ta cần phải hạ tỷ trọng cho nó an toàn. Nói thiệt, thà chúng ta là giao dịch nó vừa phải thôi, bởi vì là không xác định được đâu là thắng đâu là thua mọi người ơi. Cho nên ít nhất
Nếu trường hợp mà các bạn vi phạm về khoản lỗ ha, thì chúng ta phải chấp nhận là gì ạ? Là cắt. Cho dù chúng ta là cắt sớm cắt trễ gì, ít nhất là các bạn phải tuân thủ nguyên tắc nha, để nó không âm vào cái đồng vốn. Còn khi mà thị trường nó quay trở lại những trạng thái mà xác nhận xu hướng tăng lại á mọi người, thì chúng ta sẽ hành động. Đây là cái câu nói mà chúng ta cần phải thật sự luôn xác quyết nha, để không để cho câu chuyện nó sẽ đi xa nữa. Bởi vì sao ạ? Chúng ta đang gặp một cái trạng thái không bi quan, nhưng chúng ta sẽ nhìn thị trường để chụp phản ánh nè. Hiện tại là đấy, hiện tại là đỉnh nè, ông này vẫn chưa vượt qua đỉnh này. Và nếu như trường hợp nó giảm mà gãy qua đây thì chứng tỏ là gì ạ? Chúng ta đang có cái mô hình hai đỉnh ở đây. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái đỉnh sau á, ở khu vực này nè, đang thấp hơn đỉnh trước. Cho nên thôi, cái điều gì nó đến thì chúng ta chưa biết, nhưng chúng ta sẽ vận động theo cái xu hướng. Khi trong trạng thái mà thị trường downtrend, thị trường gãy cái chuyện này, trong xu hướng ngắn hạn thì lại đang rất là ủng hộ cho cái gì ạ? Cái chuyện là mập mờ á mọi người. Dần dần dú dú mập mờ ha. Cho nên mình nói thiệt, ai chứ mình khuyên mọi người thật lòng nha, nên để trạng thái cổ phiếu của chúng ta là khoảng như 70 hoặc là mọi người 50-50 hoặc là 60-40 để chấp nhận, để chúng ta là, và đây khẳng định luôn, đây sẽ là cơ hội để mọi người cơ cấu. Nếu trường hợp cả thị trường cùng đập luôn với nha, thì nó sẽ là cái cơ hội để mọi người sẽ đánh giá lại đâu là cổ phiếu mạnh, đâu là nhóm dẫn dắt, đâu là nhóm sẽ hút tiền có triển vọng về tăng trưởng nha mọi người nha. Còn khi mà mọi thứ nó đang không rõ ràng như thế này nha, và các bạn là nắm những cổ phiếu yếu, nắm những cổ phiếu mạnh đó mọi người, thì nó sẽ là cái câu chuyện của gì ạ? Cũng sẽ bị điều chỉnh thôi. Tại vì bản chất theo như là William Monet mọi người ha, cho dù mà sau cái phiên bùng nổ theo đà thì vẫn có xác suất rất là cao là gì ạ? 1/3 nó sẽ bị gãy, bị fail lại nha. Thì chúng ta phải bằng lòng chấp nhận cái số phận thôi. Đó là một sự thật để chúng ta cần phải làm rõ nha, để cho tới hôm đó là các bạn sẽ không bị rối trí ha mọi người. Ok. Thì câu trả lời tóm gọn lại, chúng ta sẽ gì là không mua mới, quan sát thị trường, và ha, được thì chúng ta sẽ giới hạn lại, cơ cấu lại danh mục, để cho tới lúc mà thị trường mà xác nhận lại là à nó đã dừng cái đà giảm mà hoảng loạn rồi ha, thì lúc đó là chúng ta sẽ chấp nhận là mua lại những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu dẫn dắt, những cổ phiếu tuyến trên có câu chuyện tăng trưởng lợi nhuận, tăng trưởng về doanh số ha mọi người, để chúng ta tập trung vô cái chuyện sau. Còn không mà các bạn nha đang nắm giữ tiền mặt thì các bạn cũng phải moment để nhìn cái giai đoạn này nha, để rõ ra được cái bản chất là à đâu là cổ mạnh, đâu là cổ yếu, là các bạn sẽ lên tàu và đừng bao giờ lên những cái trạng thái. Thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ chia ra mọi người, một là mọi người sẽ mua cổ phiếu mạnh, cổ phiếu tiềm năng, cổ phiếu mạnh, cổ phiếu có câu chuyện của lợi nhuận, tăng trưởng về EPS, tăng trưởng về doanh số mọi người nha. Cái thứ hai á, là mọi người sẽ tập trung vào những cổ phiếu mọi người cảm nhận như nó rơi về vùng tích lũy tiềm năng ha mọi người. Ok rồi, đó là câu chuyện của thị trường. Bao nhiêu phút rồi mọi người ha? Khá là dông dài chỗ này, thêm 11 phút nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi trả lời từng câu hỏi cổ phiếu của mọi người nha. Bên đây rất là nhiều mọi người ạ. Bây giờ nè, mọi người sẽ gắn mắt lên mình nha. Mình sẽ lấy được câu hỏi đầu tiên. Rồi, những câu hỏi nào mà trùng nhau thì mình sẽ không trả lời lại nha. Mọi người vui lòng, mọi người coi rõ ha. Rồi, chiều mua của đất xanh, bạn Lê Anh Xuân ha. Đất xanh, BVS và GET. Bây giờ là đất xanh ha mọi người. Chiều mua đất xanh. Hiện tại mà mình thấy như thế này ha, ok, nó quá rõ ràng. Mình sẽ bỏ những công cụ này cho mọi người dễ hình dung nè. Ok, thứ nhất là ông này là vẫn đang trong một cái pha tích lũy thôi nha mọi người, thì mình thấy là không nên mua, nó thật sự luôn á. Và cái vol bán hiện tại nó vẫn đang rất là cao ở chỗ này nè mọi người ha. Đối với những ai mà bắt đáy mà có lãi thì mọi người mình nghĩ là nên là cụ thể hóa cái lợi nhuận của mình cho nó an toàn, hoặc là hòa vốn cũng ok. Còn cái câu chuyện là để cho nó sáng sủa lên rồi chúng ta mới nhận định nha. Bởi vì sao ạ? Liên tục là nó sẽ chạm lại vùng trend line nè mọi người nha, là ngay cái đường đỏ này nè. Mọi người cứ kẻ một đường thẳng rất là dễ hình dung thôi. Đây, ông này là vẫn chưa vượt qua cái trend line này, đúng không? Đây là một trend line giảm giá nha. Cho nên cái ngày thứ sáu ông này chạm ngay trend line này thì mình có nói với Bảo là ok Bảo ơi, Bảo em của mình là ở ngoài Hải Phòng nha, Bảo hãy cụ thể hóa lợi nhuận khi Bảo đã bắt được đây nè, đúng không? Là 1/2 trước mắt. Còn phiên đó thì cho dù mà Bảo bán lại là vẫn đang hòa vốn và lời được 1/2 trên cái tỷ trọng của ông này. Ít nhiều thì mọi người sẽ hành động như vậy, nó sẽ an toàn nha. Rồi, đó là cái phần thứ nhất. Rồi, tiếp tục mọi người ạ. Bạn này hỏi là BVS, bạn hỏi là chiều mua, ok. Riêng ông này là mọi người thấy rõ ràng là mình có nói chuẩn bài không mọi người? Liên tục là đây một cái nến đỏ nè mọi người ha. Là chúng ta thật sự mà nói mọi người ạ, trong cái nguyên tuần vừa qua mình nhận định nó chuẩn thì có, tuy nhiên là chúng ta là vẫn chưa hành động nó đúng dứt khoát. Mọi người công nhận không? Tại sao mình thừa nhận cái điều này và mình sẽ chỉ rõ ra chúng ta bị vướng chỗ nào nha.
mình thấy rất là rõ những tín hiệu cảnh báo của quá nhiều cổ phiếu lớn, tuy nhiên là chúng ta vẫn đang cái câu chuyện là thăm dò và vẫn có tin tưởng và là gì mọi người, và không nghĩ là nó hàng đây nè. Trên cái video này mọi người ạ, hàng bắt đáy, hàng T cộng, mai về là mình biết nó có sự rung lắc, nhưng mà không thể nào cảm nhận được cái mức độ nó xé tạc, nó đánh kinh khủng như thế này ha mọi người. Đó là cái điều mà mình thấy thì đã thấy rồi, nhưng mà cảm nhận như là nó chưa đủ, là giống như cái tiềm thức mình nhận định ha. Còn bây giờ nè, ông BBS này khẳng định luôn là mình nhận định đúng. Đúng mọi người, không cho mọi người mua. Còn bây giờ nếu trường hợp cổ phiếu này nó đánh chặn về những cái vùng giá khoảng bao nhiêu mọi người ha, nếu như trường hợp mà nó đạp này nè, mọi người dám mua không? Nó đang test trở lại những vùng giá cực kỳ gọi là gì ạ, có tính chất hỗ trợ là khu vực khoảng 28.7 nè ha. Không mua trên này, đạp về đây là bao nhiêu phần trăm mọi người? Cái hộp này nè ha, bây giờ nó sẽ test lại vùng hộp này 13%, 14%. Đó. Và sau mình nghĩ nếu như trường hợp test về đây, mọi người nên có khả năng là thăm dò được ha. Đối với quan điểm mình chia ra, bởi vì bản chất đợt này á, nhóm dầu khí vẫn là nhóm đang hút tiền khá là ổn định ha, của thị trường nha. Đó, thì hỗ trợ đầu tiên của hôm nay là khoảng khu vực khoảng 28.x ha mọi người. Mọi người có thể là thăm dò được. Rồi, tiếp tục mọi người ơi. Get đây. Thật sự mà nói trong cái phiên vừa rồi á, Get vẫn là một cái cầu thủ là giữ vững được phong độ, nhưng cuối phiên là vẫn bị nẻ theo câu chuyện chung của thị trường ha mọi người. Thì ông này gần như ha, sao những rõ ràng ông này mạnh chứ phải là yếu nha mọi người. Quan trọng bây giờ ông này ông đang test trở lại khu vực mà nếu mà không thủ được cái đường EMA này thì có lẽ là cái nền giá của ông này là vẫn ở đây nha mọi người. Hiện tại nếu đúng kịch bản á, tại vì ông này là red nền đi lên ha mọi người. Nhưng mà đúng là có cái phiên cảnh báo, lẽ ra là chúng ta đã có niềm vui ở đây nè mọi người. Thật sự luôn á. Nên là sau hai cái cây nến này và đáp trả và sao ạ? Nó đang gần như phủ định là hai cây nến kẹp thịt ha. Và nó đang phủ định của cây nến đỏ này thì đúng như là cái phiên thứ 6 mọi người ạ. Nó trả lại hết trơn ha. Mà nó kèm một cái vol bán như thế này thì hiện tại mình nói á, khá là khó với lại cái hiện tại. Còn bây giờ cái hỗ trợ gần nhất là ở đâu mọi người? 24 là có lẽ là ông này nếu đánh như thế này thì một cái cây nến đánh ra qua rất là mạnh rồi. Thì nếu trường hợp đây mà yếu ớt thì có lẽ là chúng ta sẽ căn cơ vào cái câu chuyện là hỗ trợ rất cứng khu vực giá 23 nha mọi người. Đối với những ai mà thật sự mà 23 thì mình nghĩ là thăm dò được rồi, mua mới được ha, để chúng ta nhìn nhận cho câu chuyện của tương lai ha mọi người. Và đâu đó là từ đây mà nó test trở về đâu mọi người, đây nè, từ những vùng giá này mọi người ạ, nó test trở về là khoảng 13. Theo như Wira Model là những cổ phiếu mạnh thì thông thường nó sẽ test trở lại vùng giá khoảng là 13-15%, thì đó một cái lần hiệu chỉnh ha. Đây mọi người cứ xem tầm tầm ở đây, còn xấu lắm thì chắc phải về lại đường EMA 20, bởi vì đây là một cái hệ xác suất thôi mọi người ạ. Và quan trọng là cái trạng thái bán tháo của thị trường nó mang tính chất là một là ông đỏ lẻ, ông nhỏ lẻ đổ dầu vào lửa, hai là cái ông gì ạ, ông mạnh, ông mấy ông cá mập nha mọi người, ông làm phát luôn và ông bắt đầu có những trạng thái ông kéo chân thì nó lại là câu chuyện khác nha. Thì mình vẫn hy vọng là cái kèo đây nè, 23, quanh 22.9 đến 23 thì nếu như mà đập rất mạnh thì nó sẽ có trạng thái là lực cầu vào. Mọi người quan sát nha, thăm dò, mua mới. Đây là tùy thuộc vào cái mức độ chịu nhiệt của mọi người nha. Riêng bản thân thì mình đánh giá ông này vẫn ổn, không có sao cả. Còn về câu chuyện cắt lỗ, rồi mọi người hỏi luôn câu chuyện cắt lỗ nha mọi người. Thế thì câu chuyện cắt lỗ là sao ạ? Một là mọi người bán hòa vốn, hai là mọi người nhớ câu chuyện là khoảng 7-8% nha, chỉ còn cái cách đó thôi ha. Nó thật sự luôn, nó là vậy thôi mọi người ạ. Còn khi mà đầu phiên chắc cú là sẽ bị nẻ rồi đó. Không ai mà tránh được cái điều này khi thị trường nó xấu, trừ khi mà như thế này nè. Phiên thứ hai đầu tuần bắt đầu là khoảng trước 9 giờ sáng mà hợp đồng phái sinh bên đây nó kéo lại rất là mạnh thì nó sẽ dìu cho cái cảm giác thị trường nó sẽ ổn nha. Bây giờ mọi người nên trông chờ vào điều đó, nói thật. Rồi tiếp tục như thế này, guess rồi. CMX chào Thái cho mình hỏi chiều giữ 21 thì mình thấy như thế này nha, nếu trường hợp mà CMX nó gãy cái này là bắt đầu nó sẽ kéo về lại vùng giá khoảng 19.5 ha, là cái này, đây bỏ luôn cái này đi ha. Thì hiện tại là đa phần những cổ phiếu này kéo lên rất là mạnh, và thật sự mà nói nhóm thủy sản nó có câu chuyện riêng của nó nha mọi người, và nó đánh lên khá là bài bản. Còn bây giờ cái nền giá mà kéo về 19.5 thì nó sẽ có lực cầu, mình nghĩ là vậy. Còn nếu trường hợp mà bạn xem thử là nếu trường hợp nó về lại 19.5 mà bạn có chịu nhiệt được hay không, bạn đi dài với doanh nghiệp được hay không, thì mình nghĩ là bạn nên giữ. Còn nếu trường hợp mà bạn không bán được mà phiên này nha, cái trường hợp mà EMA nó đang duỗi ngang thì nếu cổ phiếu mạnh đó các bạn ạ, nó sẽ cho các bạn có một cái cơ hội là để bán sau khi nó giật lại. Đây là cái xác suất thôi nha,
khi đạp xuống thì với một cái đường EMA 50 này duỗi ngang và lại là một cái nhóm mạnh thì đôi khi bạn sẽ có cơ hội của bắn sau. Bây giờ bạn phải chấp nhận là ngồi ngó thôi đã trước mắt nha. Còn nếu mà bạn thuộc cái dạng như là bạn chấp nhận luôn 5% bằng bữa thì bạn phải thực hiện nha. Nói thiệt chứ không, mình không thể nào khuyên các bạn là lý thuyết được các bạn ạ. Vì lý thuyết làm sao được, bởi vì đây là tiền của các bạn thôi nha. Ngay cả như bản thân mình thì mình nếu như trường hợp mình hòa vốn mà mình cũng sẽ dính chưởng thôi, nếu là thật sự là mình ha. Và nếu trường hợp có cái điểm mua mình lý tưởng là đâu đây nè mọi người ạ. Đây là nó red đỉnh này ha mọi người. Thì nếu trường hợp mà từ cái khu vực giá này nè nó red trở lại vùng giá này thì các bạn sẽ đang cân đo đong đếm cho mình là đâu ạ? Gãy 7-8% các bạn bán ha. Cứ thế mà cho nó nhẹ đầu chứ mình không biết. Hoặc là có một cái trạng thái như thế này, bạn bán 50% cũng được. Đó, và trong trạng thái thị trường hiện tại thì mình nghĩ là cho dù nó có hồi lại thì các bạn cũng nên làm sao á. Nếu như nó không hồi mang tính chất là quyết định á thì mọi người nên tỷ trọng của mọi người là vừa phải trong giai đoạn này để chi ạ? Không được phép margin nha. Nói thiệt, ai mà margin giai đoạn này là cực kỳ nguy hiểm luôn, vì chúng ta chưa thấy được cái xu hướng ngắn hạn nó có tăng hay không nha mọi người ha. SR giá 15 thì nói thật hả? À, được rồi, đây cũng y chang cái ông của đất xanh. Thì mình nghĩ là đối với quan điểm của mình thì mình nghĩ là mình sẽ nâng hạ. Vì sao ạ? Vì cái giá mà nó bán nè ha. Rồi nó tỷ lệ thuận luôn nha mọi người. Đây, khi bán mà vẫn áp lực của bán và đồng thời chạm lại khu vực này, lẽ ra là chúng ta khi chạm lại kháng cự là mình nên hạ thì đọc. Đây là cổ phiếu gặp kháng cự nha, chứ không phải là cổ phiếu xây nền. Cái điều đó là khác nhau hoàn toàn. Và khi nó xây nền dưới nó khác với lại xây nền ở trên. Đấy là lý do mà cổ phiếu mạnh, cổ phiếu yếu và cổ phiếu tuyến dưới nha mọi người ha. Thì mình nghĩ là bạn đang hạ tỷ trọng cho nó an toàn. Rồi, Nguyễn Hùng Cường chào anh ạ, anh ấy có vào ba. Hôm nay em cũng có ba có vào thì thật sự mà nói những ai mà mới vào thứ sáu thì phải đợi cho câu chuyện của hàng về thôi nha. Đừng mua trung bình giá khi thị trường nó đang đạp ảo tung chảo như thế này. Trừ khi nào thị trường test trở lại mọi người ạ, nó thể hiện một cái động thái là ok, dừng và đà giảm thì chúng ta mới dám mua. Chứ bây giờ chúng ta sẽ không biết là nó sẽ giảm tới đâu, mình nói thật luôn á. Chỉ lấy những cái mốc hỗ trợ căn cơ là 1240 ha mọi người. Nếu mà có lẽ là sẽ xé luôn cái vụ mà EMA 20 đó ha. BVS, BSI lỗ ngay 3-4%, cho em xin hỏi là Simic trả lời rồi nè. BSI lỗ ngay 3-4%, bây giờ cho em hỏi là ba mã này sang tuần sẽ có xu thế như thế nào? Thì mình nói là nếu mà BVS thì dòng tiền vẫn là ưu tiên đánh nhóm dầu khí nè, thì lại chưa thấy yếu tố rút ra cái đã, cái này sự thật. Cái thứ hai là dòng chứng khoán, dòng thủy sản vẫn là một trong những dòng mà giai đoạn rồi là giai đoạn của hút tiền và nó vẫn đang là nhóm mang tính chất là triển vọng về doanh nghiệp nha, cụ thể là tăng trưởng lợi nhuận, tăng trưởng EPS và cả đây nha mọi người. Cái này rất là đơn giản, mọi người lên Facebook mọi người dò ra các mọi người biết liền nha. Đó là thông số về cơ bản thôi, mình sẽ không nhắc lại mất thời gian. Còn câu chuyện của BSI thì mình nói như thế này nè các bạn ạ. Nếu mà trường hợp mà thị trường tăng giá đi ha, thị trường mà dòng tiền nó đổ vào rầm thì mình mới tin tưởng câu chuyện của chứng khoán. Mình nói thật, các bạn đầu tư là các bạn phải thật sự các bạn nắm bắt được vấn đề này ha. Chứ thật sự mà dòng tiền mình chưa thấy nó vào và nó ủng hộ cho mấy ông này đâu. Quan trọng là những cổ phiếu này mang tính chất là ngoài cái câu chuyện mà mua là do hành động giá. Đúng không, mọi người? Mua thì các bạn có thể là căn cứ vào hai yếu tố này sau đây. Thứ nhất là câu chuyện của cơ bản và hành động giá. Mọi người lưu ý, mọi người ghi này lại ha. Còn khi bán là mọi người chỉ tập trung vào hành động giá, đồ thị kỹ thuật thôi. Cho dù các bạn là chửi nhau tung tóe, phe mua phe bán gì mình không quan trọng, nhưng mà hai cái vấn đề này phải rõ ràng nha. Khi mua là lấy yếu tố cơ bản cộng yếu tố kỹ thuật, còn khi bán là chỉ kỹ thuật thôi, nói thật. Đúng không ạ? Và bản chất ông này đang gãy chỗ này nè, đang gãy đường EMA này thì rõ ràng mình nghĩ bạn nên hạ ha bạn ha. Còn về câu chuyện của cơ bản á, thì bây giờ cái nền giá này bạn chấp nhận là ở đây nè. Đây là cái nền giá nè mọi người đó, thì ông này sẽ test trở lại khu vực này. Nhưng quan trọng là bạn thấy được cái câu chuyện mà khi về đây này nó còn yếu tố cơ bản để nó hội tụ để đánh nhóm này lên được hay không, là chúng ta phải quan sát nha mọi người. Mình đối với góc độ mình thì mình sẽ không tin nó sẽ đánh lên lại. Dĩ nhiên mình sẽ có cái lý do là mình không tin nó đánh lên lại là vì gì mọi người ạ? Nó sẽ tập trung qua những cái dòng nào mà mang tính chất là có triển vọng cơ bản dùm ha, và có yếu tố về kỹ thuật. Còn nếu như hình thành một cái hộp á thì ông nào cũng sẽ hình thành được cái hộp. Nhưng còn cái câu chuyện mua á mọi người ạ, phải hai yếu tố cơ bản và kỹ thuật rất rõ ha mọi người ha. Rồi, mình nghĩ là nói thiệt, nếu mà mình là mình chắc cũng phải cơ cấu đợt này luôn. Nói thật, một là chúng ta sẽ lỗ, hai là hòa vốn và lỗ ít hay lỗ nhiều, còn sau đó chúng ta phải cơ cấu mọi người ạ, còn không đứng ngoài thị trường. Đó, đây là cái lời khuyên thật tình của mình nha.
không mang tính chất là chém gió rồi bere là cái gì đó mọi người. Mọi người đừng nghe ai cả, phải nghe danh mục của mọi người nha. Và trong những khúc mà thị trường là những cái đoạn mà đi ngắn như thế này mọi người ơi, đừng có hơn thua với thị trường. Mình nói thiệt, trong và đây không phải là chính mình nói đâu, là những cái huyền thoại đầu tư mà người ta đã đầu tư hàng mấy chục năm trên những cái thị trường lớn như là thị trường nhóm phát triển à, chứ không phải là thị trường cận biên hay là thị trường mới nổi mọi người ha. Rồi đây bao nhiêu ruột gan mình nói ra hết tất cả đó nha. Chờ nhờ anh Thái nhận định của HAH, BNC, BVD. Wow, ok, chiều bán ha. Tự nhiên nó mệt trong người là không phải là mệt việc yếu tố thị trường mà bị gì mọi người ạ. Ông này thật sự là một cây nến như thế này thì rõ ràng bây giờ mọi người ạ. Ông này thì nó khó biết, dẫu biết rằng nha, nhóm cảng biển là cái nhóm thực sự đang làm một cái trên tăng. Nhưng mà rõ ràng đánh như thế này thì chỉ còn một cái nước là phải tìm lại hỗ trợ. Thì hỗ trợ gần nhất của ông này ha, có lẽ là nó sẽ xé luôn cái khu vực là khoảng 1080 rồi nha mọi người ơi. Thiệt sự luôn á. Nếu đánh như vậy ha mọi người, thì cái nền giá của ông này là đâu mọi người? Nếu nói về chuẩn bài thì cái nền giá ông này là ở từ vùng giá khoảng 79 nè. Mà nó không mấy thì nó sẽ đạp luôn về vùng giá khoảng 76.5, là tức là cái đường EMA 50 ha mọi người. Đó là sự thật thôi. Bây giờ quan sát là cái vùng giá này, nhưng mà ở cái đoạn mà yếu ớt như thế này thì có khả năng rất là cao nó sẽ đạp lại khoảng 76, 77 ha. Thì chúng ta sẽ quan sát. Bây giờ là bạn nói là nếu chịu bán thì mình nghĩ ha, từ đây mà bạn về đây là khoảng bao nhiêu phần trăm? Nó có khoảng là 5-6% nữa thì mình nghĩ khi mà nó đạp về đây thì nếu mà bạn bán không kịp á thì bạn nên chờ về cái trạng thái là sau cái phiên đó nó có thật sự là rút chân luôn hay không thì chúng ta sẽ bán ha. Còn mà bạn chấp nhận bạn bán á là khi nó còn biên độ khoảng chưa tới 5%, khoảng 2% gì đó, bạn có mạnh dạn bán hay không, mình nói thật luôn á. Và bán là bạn có nhất thiết là phải hạ là khoảng 100% danh mục hay không? Mình thì mình nghĩ là nếu mà an toàn nhất theo quy tắc của phù thủy chứng khoán sử dụng là 50-50 cho nó an toàn ha. Còn mua mới thì thật sự giai đoạn hiện tại là khoan cái đã chấp nhận thấy thị trường như thế này thì thôi, ngưng cái việc mua. Nếu như trường hợp bạn nào đã lỡ mua rồi thì thôi nha, không mua nhiều nữa nha mọi người, không nên trung bình giá xuống khi mà thị trường nó đang như thế này. Còn quan trọng là ông này vẫn đang giữ một cái trend tăng thì chấp nhận để ngó thử cái trend tăng chỗ này nó còn giữ được phong độ không nha. Sự thật là vậy. Như nó mày kia mọi người ạ. BNC thì hiện tại là nói thiệt nha, mình vẫn đang còn kẹt ông này, nói thật. Mà cái giá vốn của mình thì nó không có xi nhê gì cả, nhưng mà rõ ràng mà với một cái thị trường như thế này thì để xem là đâu là cổ phiếu lít ha. Cái đợt hôm vừa rồi thì ông này cũng bán, là mang tính chất là cũng bán, nó cũng là một cái nến cũng khá là đậm chứ không phải là không. Dĩ nhiên nó không vượt qua trung bình của bao nhiêu phiên, nhưng mà ít nhất mà nếu động thái xấu thì có lẽ là phải đạp về 115 hoặc thậm chí là khoảng bao nhiêu mọi người, 110x rồi nè, khả năng rồi đó. Nếu mà xấu chung của thị trường cái nhịp đập này đó ha, thì ok, có lẽ là mình sẽ xem xét để mình xem như thế nào. Còn bán thì mình sẽ dùng cái nguyên tắc là bán chắc bán 50-50 thôi, hạ 50-50 để xem thử là dòng tiền có đổ vào hay không. Cái thứ hai là câu chuyện của bán lẻ hiện tại nó cũng là một trong những yếu tố thuyết phục, và những cổ phiếu này có dòng tiền vào. Thật sự mà nói nha, cái vol tăng nó đang tăng nè. Cái vol của phe mua á mọi người, tức là đây nè, cái thứ hai là phe bán thì cái vol nó không bằng phe mua, và đồng thời là cổ phiếu này có tổ chức trợ giá ha. Thì mình sẽ nghĩ là, và để mà kéo thị trường tăng trở lại thì nó sẽ có những cái điểm bán sau này cũng được đi ha, đối với quan điểm của mình rõ ràng nha. Còn khi nào bạn bán thì thật sự mà nói, bạn chỉ làm cho sao mà bạn cảm nhận bạn hợp lý nhất đó. Bây giờ khi mà bán tháo thì rất có khả năng, khó có khả năng là chúng ta nhận định nó chuẩn thôi. Mình nói thiệt, không ông nào mà ra nói mà bây giờ đưa vào cái trạng thái bán tháo mà còn khuyên các bạn là dĩ nhiên sẽ khuyên các bạn là chờ nó về những vùng giá như thế này như mình nói nè ha. Bởi vì về đây nó sẽ có lực cầu của không riêng cá nhân, không thì cũng sẽ có tổ chức ha. Còn bán thì mình nghĩ là bạn chờ nó qua một dịp thì hạ bán, đối với riêng những cổ phiếu mà có câu chuyện đó nha mọi người ha, có trợ giá của tổ chức. Ok, đó là BVD thì hiện tại cái nền giá rất là quan trọng của cổ phiếu này là rơi về khu vực khoảng 121.7 ha mọi người. Và nó rơi về lại cái vùng đỉnh này nha mọi người. Và khuyên mọi người trong nguyên cái giai đoạn vừa qua là không mua là ổn rồi. Bây giờ mọi người có tha hồ mua thì mọi người chờ về vùng đấy. 21.5, 21.6 mọi người giải ngân hả? Đó, là trên câu chuyện của một tuần thì nó sẽ đây, chạm ngay về. Đó, bây giờ quan trọng là về là những vùng đỉnh cũ bên đây nè. Người ơi, người có mua không người ơi? Đó. Còn như, riêng trong nhóm này thì mình nói thật, nếu mà có mở vị thế mình sẽ đánh ông BSR nè, ông GAS. Nó thật sự luôn, nếu mà mình có mua nha, mình sẽ mua hai anh chàng này thôi.
Tại vì rõ ràng nó mạnh mọi người ạ, nó vượt đỉnh trước người ta rồi. Chiều bán thì giống như cái quan điểm của mình ha, cho hỏi BVT giá 22. Thống rồi ha, và một thống là một thầy giáo, rất là cảm ơn thống về món quà ha. Thật sự mà nói BVT thống ạ. BVT thì hiện tại nó cũng giống như cái câu chuyện là ông này bị đáp trả về nền, cái nền giá hiện tại là rơi về khu vực khoảng giá 20. Nếu mình nghĩ như thế này nha, nếu trường hợp cổ phiếu này mà test đạp trở về 20.7 mà không có xi nhê, có hiện tượng là chấp nhận giữ nó đến cuối phiên nha, để xem nó đóng cửa luôn. Nếu trường hợp mà nó gãy qua đây và động thái thị trường vẫn không thuyết phục nữa thì mình nghĩ là chờ phiên xong mình bán luôn ha. Bởi vì sao, nếu trường hợp nó có đạp qua đi thì nó thể hiện là ok tôi đã bị gãy rồi, thì cái phiên sau là cái phiên khẳng định là cái chiều gãy này đúng hay không nha. Chờ tháng ơi, nhưng mà có lẽ là cái trạng thái xấu là nó sẽ xuất hiện ha. Quan trọng lúc đó sẽ coi cái lực cầu của chiều hôm đó nó mua như thế nào, chấp nhận riêng. Tại vì sao ạ, chúng ta nên tạo, chúng ta có một cái cơ hội của nhóm cổ phiếu mà dẫn dắt cổ phiếu mà có tiền vào á, thì các bạn là nên ngó cái đó từ từ. Nhưng mà hoa sen thì lại là câu chuyện của cổ phiếu khác nha mọi người ha. Hoa gì đó, nếu trường hợp là hoa sen thì mình sẽ chấp nhận, mình sẽ bán, nói thiệt. Và bán như thế nào thì có lẽ hồi nãy giờ mình nói rồi ha, nếu không chịu đựng được thì khoảng bán 50%. Còn mà thật sự bán mạnh luôn thì bán, chấp nhận bán mạnh để gì ạ? Để là sao mọi người? Để tái cơ cấu lại qua nhóm khác. Đó, chấp nhận bán là bán 100% luôn để cơ cấu qua nhóm khác. BVS trả lời luôn rồi, Hiếu Quảng Nam nha, 92 này ha. Rồi, đạm Cà Mau nên giữ không manh. Đạm Cà Mau thì thật sự mình nói nó hiện tại nha, nếu nói về tốc mức độ mà so xây này các bạn ạ, mình thì thấy ông này là luôn trong trạng thái lưỡng lự và phân phối đâu đây. Mình nghĩ là nếu là mình thôi nha, quan điểm của riêng mình thì mình sẽ cơ cấu nhóm này để mình sẽ đánh qua nhóm khác, đối với là mình đấy ha. Rồi, tại vì bản chất lần này nó sẽ đạp là đạp giống nhau thôi, ông giảm 5% thì ông kia cũng giảm 5%, nhưng khi nó hồi trở lại nha, ông bao nhiêu thì là tôi sẽ khác ông đó nha. Đó, bây giờ cái hỗ trợ, nếu nói về cái hỗ trợ gần nhất của ông này là bao nhiêu mọi người, có lẽ là lấy EMA 50 thôi ha, 37 đến khu vực là 36.6 đến khu vực 37. Khó nghĩ thiệt cả nha, mình thì mình lại không không thấy là ông này ổng còn cái gì à. Đây nè, nếu trường hợp mà ông này ổng sao mọi người, vai đầu vai cái nữa là đi luôn ha mọi người ha. Đó, mình thì mình sẽ đây nè, vai đầu vai đó ra, ok, nhìn cái này nó ra quan trọng nữa. Ok, thôi, mình sẽ không nghĩ là các bạn nên giữ cổ phiếu này, đối với quan điểm mình thôi nha. Các bạn chỉ tham khảo, các bạn nhìn thấy vấn đề và các bạn phải thực hiện ha. Còn quyền quyết định là ở mọi người, nhưng mà mình đang thấy là vai đầu vai và mình lại nghĩ là cái câu chuyện này sẽ tập trung cơ cấu nó sẽ hay hơn. Còn quan trọng là Hiếu, hãy giữ theo quan điểm của Hiếu nha. Đừng nghe ai trên thị trường này, chỉ nghe xác suất, chỉ nghe gì ạ? Cung cầu, chỉ nghe nhân quả thôi. Rồi, còn mọi nhận định lại, nếu mà người nào nói hay và nói chuẩn thì các bạn nên cân nhắc. Còn không thì thôi, các bạn để đó nha. Mình nói bằng tất cả những cái tâm của mình thôi. Hòa Nguyễn, hello Hòa ở Bắc Ninh Vải Thiều gì đây? Dạ. Yeah. Hòa hỏi là cho hỏi là Thái Nguyên, bệnh viện Thái Nguyên ha. Anh thấy như thế này, hiện tại ông này thật sự ông không đạp qua khu vực này Hòa hả? Thì hiện tại có lẽ là ông này á, ông sẽ tạo thành cái gì Hòa ha? Có lẽ là ông này sẽ test trở lại cái vùng giá khoảng 38 rồi Hòa nha. Khi mà đạp cái kiểu này nè thì có lẽ là khi mà về đây thì em nghĩ là cổ phiếu này nó, anh nghĩ là cổ phiếu này nó vẫn còn phải tích lũy nữa. Còn để mà đánh bật tăng lại thì nó phải cần có gì ạ? À? Nó cần phải có dòng tiền vào mạnh nè, nó cần phải có câu chuyện của doanh nghiệp ha. Và ông này thì ổng thuộc cái kiểu như thế này nè, là một cái cổ phiếu riêng lẻ của một dòng nha em. Và ít nhất thì ông này nó sẽ có câu chuyện của triển vọng doanh nghiệp hay không, thì em phải soi lại cái báo cáo, soi lại cái gì, cái tài chính và cái tăng trưởng lợi nhuận cho anh ha. À, đó, còn bản chất là ông này là vẫn đợt vừa rồi thì vẫn đang một cái trên tăng em ha. Có một cái điều là ông này ông đang gặp lại kháng cự thì chắc chắn là ông sẽ xây dựng, ông sẽ test trả lại cái hỗ trợ. Thì anh nghĩ là nếu mà về hỗ trợ vùng giá khoảng 30 mấy thì giữ được và đích tích lũy đi ngang thì vẫn ổn chứ phải là không nha. Ok, khó nghĩ thật sự luôn á, tại vì bây giờ biết tại sao khó nghĩ không mọi người? Khó nghĩ là như thế này nè, cổ tốt cũng điều chỉnh, nó quan trọng là thế đó, cổ tốt cũng điều chỉnh, cổ xấu, cổ dở cũng điều chỉnh. Thì nếu mình chọn là mình sẽ chọn là bỏ yếu nắm mạnh, bỏ yếu nắm dòng dẫn, đối với quan điểm của mình nha. Mình sẽ, và cái quan điểm này mình không phải là
là theo bất cứ một ai cả, mà mình chỉ theo là gì ạ? Những cái gì, những cái huyền thoại đầu tư, và mình sẽ theo họ thôi. Và mình thấy rõ ràng họ chứng minh đúng và họ đã thành công trong cái sự nghiệp đầu tư của họ. Và mình hy vọng là qua đây mình sẽ lan tỏa cái tư duy này cho mọi người. Chứ mình ngày xưa mình cũng luôn luôn là đầu tư gì à, mình sẽ bắt những cổ phiếu là đấy ai cũng muốn trả giá rẻ, nhưng mà mình không muốn mọi người là theo cái trường phái đó ha. Và còn quan trọng là các bạn sẽ tiếp nhận thông tin như thế nào thôi nha. Mày thiệt đó mọi người à. ANV, ok. Chiều giữ ANV thì như thế này. Hiện tại ông này á, là ông đang xem nền. Và quan trọng là cái nền này nó bị fail là như thế này nè. Là nếu mà giá thấp nhất ở đây, còn cái về cái vùng hỗ trợ mình nói thẳng luôn, bây giờ ông này có khả năng là sẽ test trở lại vùng giá khoảng bao nhiêu mọi người. Ở đây không mua mới nữa, chờ ông này từ đây về đây là khoảng 7-8% nữa nè ha. Và nó sẽ có cái khoảng 7% nó sẽ đạp về đây nha. Về đây thì nó mới có gọi là lực cầu ha mọi người. Và ông này nếu mà về đây á mọi người nha, nó sẽ có một cái trạng thái như thế này. Tại vì chắc chưa ai nói điều này, ông này về đây là khoảng 16%. Từ đây giảm về đây là 27%, gần như ok. Mình nghĩ về đây nha, cái xác suất có lực cầu vào khá là mạnh. Và chưa ai nói điều này. Và tại sao sau này nếu mà nó đúng á, thì sau này mình sẽ có lý do rất là chuẩn để mình nói cho các bạn nghe nha. Trước mắt là ông này sẽ về đây. Còn bây giờ quan trọng là khi về đây là các bạn có mua hay không. Thì mình nói, nếu mà người khác thì mình không biết, nhưng đối với riêng mình nha, rồi mày cầm tiền á, mình sẽ giải ngân thăm dò ha các bạn. Cho dù nếu như trường hợp các bạn không mua trên đây đi ha, các bạn sẽ thăm dò ở đâu đây cũng được nè. Còn tại sao các bạn thăm dò, thì thứ nhất nó trở về những vùng đỉnh, thứ hai ông này rõ ràng là cổ phiếu của dẫn dắt cái đó. Tại vì sao, ông này vượt đỉnh mọi thời đại. Còn sai thì các bạn, cái sai của bạn nó sẽ thấp hơn những người khác, vì khi nó giảm thì nó sẽ có những cái đợt là nó sẽ bung bách kéo trở lại, thì lúc đó các bạn sẽ đi sau. Nhưng mà về những vụ hỗ trợ như thế này ha, các bạn có vị thế thăm dò nó sẽ an toàn hơn là các bạn chẳng có cái gì cả. Đó là thật sự thật tâm mình khuyên các bạn nha. Không chỉ riêng cái cổ phiếu này nha, cho dù ông này là ANV, ANV thì mình không quan trọng. Nhưng quan trọng là mình chỉ cần là thấy cổ phiếu vượt đỉnh nha, có hồi về hỗ trợ là mình sẽ bập đó. Vượt đỉnh mọi thời đại nha. VSC. Và nó phải về hỗ trợ cứng nha. VSC thật sự là ông này cũng rất là bá đạo. Và trong cái nhóm về sao mọi người, trong cái nhóm mà cảnh biển đó, thì vận tải biển thì mình thấy ông này là mạnh hơn đối với lại HAH nè, đối với lại Zimadep ha. Còn hiện tại là chắc cú là khi gãy EMA này thì khả năng rất là cao phải tìm về những vùng 47, 48 ha mọi người. Thì có lẽ là nếu mà ai mà đầu tư về những dòng này thì mọi người nên lưu ý ha. Nghĩ là nên cũng thăm dò được khoảng 10%, 5%, 10% gì đó ha. Ok, và với khi anh trả lời như vậy thì em cũng đã biết cái câu hỏi, câu trả lời nha. Nếu mà em chịu nhiệt không được thì anh nghĩ là từ đây về đây nó chưa giảm khoảng 7-8% thì em nên hạ 50%. Chào Thái, thời gian tăng điểm vừa rồi rất là nhiều người nói rằng VN-Index đã đang nhịp sóng hồi. Ok, dạ, cái quan điểm của em là em có nói đầu phiên rồi nha anh Bùi Thành Trung nha. Nhà thờ Công giáo, ok, Hải Long nè. Theo cuốn 18.000% thì hôm ngày 7 tháng 6 gì đây. Ok, và em đã chốt lãi từ hôm kia và tỷ lệ là 80-20. Tối nay ngủ ngon luôn anh ạ. Rồi, chúc mừng em nha. Ít nhất là em cũng có làm được cái việc đó. Và rõ ràng cái người mà cầm tiền hiện tại và cầm đến 80% thì ok, là em đang nằm ở cái thế thắng nha. Quan trọng là sau đó là em có vào thị trường hay không, và em vào như thế nào thì đó là anh nghĩ là em sẽ có câu hỏi, câu trả lời riêng nha. Nhưng mà anh đọc được cái này rất là vui. Ok, chúc mừng em nha. Rồi, Phát Nguyễn nè. Cuối tuần đầy năng lượng nha anh Thái. Hôm nay em vào KSB giá 35. Mai xem hộ chiều giữ ha. Cái này mình mới vào thì mình chấp nhận thôi ấy nha. Thì rõ ràng là ông này là cổ phiếu của tiếng dưới rồi nè. Rõ ràng sự thật ha. Còn bây giờ là cái nền, mình thấy anh thấy như thế này. Quan trọng là ông này là liên tục là tạo ra những cái sự biến động trong phiên nha em nha. Tại vì sao ạ? Cái cây nến này, cái biên độ dao động nó cực kỳ rộng và nó không có cái độ thắt chặt của nến. Phải chi mà chỗ này nó đi ngang thắt chặt và cái nền, cái biến động nó thấp lại thì ổn em ạ. Thì bây giờ như thế này, nếu trường hợp em đặt ra bài toán đơn giản thôi ha. Nếu trường hợp nó gãy luôn cái trend line này thì anh nghĩ là nên hạ. Tại vì sao ạ? Nó sẽ tìm về những cái vùng hỗ trợ dưới này là thấp hơn ha. Đó, còn bây giờ là hàng về mới tính được em ạ. Thật sự là như vậy. BV trả lời rồi, BSRNT2. BSR trả lời rồi, NT2 là nhân trạch đúng không ạ? Hơi rõ ràng. Mình nghĩ như thế này nha bạn ha. Nếu trường hợp mà cái cổ phiếu bạn cầm á, đúng không ạ? Thì một cái trạng thái như thế này, bây giờ cái hỗ trợ gần nhất là nếu mà vùng đỉnh này không giữ được thì chắc cú nó sẽ về vùng đây nè bạn nha. Rất là đơn giản thôi, bạn lấy cái vùng giá này mà khi nó
Thật ra cái cổ phiếu này nó có câu chuyện của nó, và nó tăng như vậy thì nó cũng tăng không có điểm mua, nhưng không có điểm mua trong giai đoạn vừa rồi thôi. Còn bây giờ nó test trở lại thì thật sự chúng ta cần phải có giai đoạn và đi ngang tích lũy này thì lúc đó mới gọi là mua. Còn bây giờ bán á, thì mình nói thật với bạn luôn, nếu trường hợp bạn chịu nhiệt được ha, bạn giữ về đây mà nó không gãy á, thì bạn giữ. Còn không nha, là bạn hãy nên bán sớm, hãy nên bán sớm nha. Còn riêng về quan điểm mình thì mình thấy là cổ phiếu này nó cũng có những cái nội lực dòng tiền nó vào mạnh, và rõ ràng ông này vượt đỉnh cái đã, và khi cổ phiếu vượt đỉnh nó test hỗ trợ lại là bình thường. Cho dù nó không có cái câu chuyện của bán tháo thì nó vẫn phải test hỗ trợ, nhưng khi nó có câu chuyện của bán tháo thì sẽ test trở lại về sâu hơn một chút, cái đó là sự thật ha. Và dòng tiền nó sẽ vào như thế này thì rõ ràng là mình, nếu quan điểm của mình nha, nếu mà mình chưa mua thì mình sẽ mua thăm dò, còn nếu mà bạn bán thì bạn bạn nên cân nhắc không chịu đựng được nhiệt bán 50% cho ngủ ngon, còn không mà sợ hãi quá là bán luôn. Đó là bạn hỏi tính cách của bạn nha. Bởi vì sao mọi người biết mà, trên thị trường này bạn phải là người đi đầu tư hay là đầu cơ. Còn nếu như trường hợp bạn hỏi mình, hoặc là có nhiều người nha, nói thì rất là hay là đầu tư nhưng mà cứ lo sợ nơm nớp và không nhìn được câu chuyện của quý 2, quý 3 thì cũng chết. Cho nên là phải tự hỏi chính mình đang đầu tư, đang đầu cơ hay là mình đang gì ạ, đang mặc xin nha. Nó quan trọng cực kỳ. Mình nói thiệt luôn, và những lúc này là không còn chém gió lý thuyết nha mọi người nha. Mọi người phải hành động, không là các bạn phải nằm yên luôn nha mọi người. Hành động hoặc không hành động chứ không còn chém gió. Chém gió mà nghe ai chém gió là chết. ADA mình nói thật luôn á, để an toàn là bán 50% khỏe. ADA thì ok, theo cái dòng thủy sản thì mình nghĩ nếu mà trường hợp gãy như thế này thì mình, đối với quan điểm của mình, ông này nè, ít nhất là ông này ông cũng phải, cũng có đi ngang chứ phải là không nha, tạo thành một cái hộp này. Nhưng nếu xấu lắm ông này test trở lại vùng này này ha, thì nó sẽ có lực cầu, và cụ thể đâu ạ, 22.x là sẽ có vùng cầu lại, thì mình nghĩ là nên ngó thôi, không nên bán vội. Còn không các bạn bán vội thì bạn bán xong bạn có chấp nhận về đây là bạn mua lại hay không, 21x đến 22 đó. Đặt câu hỏi ngược lại cho bạn nha. Hòa Phát thì đối với quan điểm của mình nếu như thị trường bán chung á thì mình sẽ bán để mình cơ cấu, đó là sự thật. Cho dù nó tăng trên lại, ok, ACL của nhóm thủy sản luôn em nha. Hiện tại bao nhiêu phút rồi mọi người ạ? Rồi, ACL mua 28.9, get 25.5 giữ được không anh? Ok, cái câu hỏi này á, cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ nhìn vào câu chuyện của khi em mua nha. Khi em mua là em đã có cái gì ạ? Có cái quản trị rủi ro cho em chưa? Nếu trường hợp nó gãy đây nè, bây giờ anh ví dụ nha, bên đây là cái nền giá này em ạ. Đây, bên đây là cái khu vực là nền giá nè. Nếu trường hợp nó gãy luôn khu vực cái nền giá này thì nó sẽ test trở lại khu vực là khoảng 23.6. Thì em có hành động như thế nào? Anh đặt ngược lại cho em đó ha. Và em mới mua, không biết là em đã mua hàng mới về hay là hàng chưa về nha. Rồi, còn mà an toàn khi mà nó em đang ấy như vậy thì cái nhóm thủy sản thì anh có view qua rồi nha. Rồi, dĩ nhiên là rõ ràng luôn, ông này không phải là cổ phiếu mạnh trong nhóm thủy sản, ông này chỉ là cái cổ phiếu là top 3, top 5, top 4 thôi em ạ. Còn ông rõ ràng là phải là vượt đỉnh hay là tiệm cận đỉnh, còn ông này là chưa nha. Ông này là chưa, tại vì rõ ràng ông này chưa qua những cái đỉnh này. Thì lỡ như trường hợp đây nè, vai, đầu, vai thì như thế nào, đúng không em? Cái này là phải đặt ngược lại câu hỏi, và trong quá trình tăng thì cũng tăng khá là mạnh. Quan trọng á, em phải xem á, là cái doanh nghiệp này nào, nó còn tăng trưởng lợi nhuận của thủy sản của Long hay không. Em phải xem cái gì ạ, cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận EPS, thì cái này là dễ ợt ạ, vô trong file cái ngó ra liền nha. Get thì anh trả lời rồi, ok. Cho hỏi là BSR có nên ra không thì anh có trả lời rồi nha, Thơm Nguyễn nha. Thật sự mà nói cái nhóm dầu khí thì anh thấy nếu như trường hợp có test trở lại những vùng giá ổn đây, tự nhiên mình sao mình hồi hộp mọi người ạ. Mà hồi hộp này không phải là do thị trường nha, có lẽ là mình mới đi ngoài nắng về ạ mọi người. Rõ ràng thì ông này ông sẽ test ra về vùng đỉnh mọi người ạ. Và ông lên mạnh thì nếu mà điều chỉnh á nha, nếu trường hợp mà xấu lắm á, nếu trường hợp mà xấu theo tiếng gọi của thị trường, ông này phải chỉnh 0.382 á, thường thường nó sẽ test lại vùng giá này nữa nè nha. Có đó. Và khi nó test trở lại đây thì các bạn biết là gì ạ? Một là về khoảng 27.5, hai là về khoảng 26, thì quanh vùng này thì chúng ta đặt cái mức Fibonacci thoái lui thôi ạ. Đúng không ạ? Rồi, tại vì cây vol bán này cũng quá là quyết chiến ha. Thì để xem là thị trường nó sẽ phản ứng như thế nào đối với lại đường EMA 10, gãy đường EMA 10 thì anh nghĩ là nên hạ cho nó an toàn, hợp lý luôn á. Ok, rồi cảm ơn Tuấn, người
cái thằng em rất là nghĩa khí, mình rất là trọn. Ok, rất là cảm ơn em nha Tuấn nha, ở Đắk Lắk bán cà phê, và cảm ơn món quà của Tuấn trong cuối tuần nha, quá ok, rất là cảm ơn em. À, anh Thái làm gì đâu về ghét nè, đúng rồi em ạ, hiện tại không chỉ riêng em cầm ghét nè, anh Thái cũng có cầm ghét và nhiều người bạn của mình cũng đang cầm ghét. Và ghét hiện tại thì anh có chia sẻ quan điểm với nha Tuấn nha. Nhiều lúc là Tuấn nói là ghét hình như đang lỗ, đang lời 10% thì quay qua lỗ là còn được có 3%. Thì anh thấy như thế này, một là mình sẽ mua thêm khi về vùng hỗ trợ, hai là để an toàn nhất em ạ, không tin tưởng, vì trong xu hướng như thế này á thì nên hạ cho nó an toàn nhẹ cái đầu trước 50%, giữ lại 50% để cho chi biết không ạ, lên thì mình sẽ cảm ơn Phật, cảm ơn Chúa vì mình vẫn đang cầm, còn xuống thì mình cũng cảm ơn luôn, nói thiệt. Và đây không phải là cái câu chia sẻ cho nó có chuyện nha, đây là cái quy tắc bán 50-50, mua 50-50 nha mọi người. Phạm Kim Loan chào anh Thái, view anh thấy giữ giá ổn định, tới cuối phiên bị bán, anh Thái chơi mọi chiều bán nha anh. VB Bank hình như là nếu như Loan mà hỏi câu hỏi này thì hiện tại là Loan đang gầm hàng ha. Và anh thấy như thế này, trong những phiên đổ lại đây ấy, thì cái lượng hàng này nó cũng không gọi là mang tính chất quyết liệt, bán cũng không ra bán mà mua cũng không ra mua, chỉ có cái phiên mà ngày 8 tháng 6 thực sự là phiên mua mạnh của cổ phiếu này, và nó có câu chuyện của từ danh, câu chuyện của tổ chức nó mua ha mọi người. Thì anh thấy ha, nếu trường hợp mà ông này á, ông đang giữ được cái, nếu mà trường hợp ông này ha, ông đạp về vùng giá khoảng 30 ha, số tròn mà ông kéo lên lại á, trong anh nghĩ là chờ nguyên tắc cuối phiên, nói thiệt giờ chỉ còn chờ nguyên tắc cuối phiên thôi em nha. Rồi để cuối phiên đi mà nó không giữ vững được, có nghĩa là nó gãy luôn khu vực khoảng 30 số tròn á, thì em biết rồi đó, phiên sau thì chúng ta sẽ hành động. Còn mà em á, em nhạy cảm nha, em lo lắng, em muốn là em sẽ cơ cấu cho nó an toàn, thì anh nghĩ luôn, chấp nhận, khuyên đúng luôn, bán 50%, nói thật. Toàn là cái thế khó mọi người, cái thế khó là mọi người biết tại sao. Thứ nhất là thị trường nó đang hoảng loạn nè. Cái thứ hai á, là cái ông VN Index hiện tại ông đang không có xu hướng rõ ràng. Và theo mình đọc rất là nhiều sách về, và mình đọc lại những cuộc đời của những người đi trước mọi người ha, là khi trong xu hướng rõ ràng họ chỉ giao dịch vừa phải thôi. Nói thiệt, ok nha mọi người. Anh Trang xin nhận định của ASM hôm nay là ASM giá đặt 19.5, chạm đỉnh 18.6, nó khớp luôn. Thôi em ạ, nếu như trường hợp mà ASM này em ha, anh nghĩ là em nên chờ hàng về, bởi vì sao biết không ạ? Rõ ràng là hai cái phiên này hàng vào thì cũng khá là ok, và tạo gáp thì khi hôm nay lắp gáp là bản chất thông thường của một cổ phiếu, không kể nó là bị bán hay là không bị bán tháo. Tại vì sao à, ông này tạo gáp nhưng mà cái cây vô nó không thuyết phục, đồng thời cộng thêm tin xấu nè. Thì bây giờ cái nền giá ông này ở đâu mọi người ạ? À? Khu vực khoảng 18 em nha. Bây giờ nó sẽ test, bây giờ trên cái đường hàng về thì chúng ta còn chỉ còn một cách là chờ hàng về thôi em, chờ T3 về nha. Rồi, và về vùng 18 này thì anh nghĩ là sẽ có lực cầu đối với ông này. Ông này thì liên quan đến cái nhóm gì mọi người? Năng lượng tái tạo không? Cái này vô đọc cái hồ sơ của doanh nghiệp nha. Anh cho em xin nhận định rồi. Anh nhận định của Dabeco, anh heo đúng không mọi người? À. Mọi người ạ, đối với cổ phiếu này thì thật sự mà nói nha, mình thiên về cái khuynh hướng là mình sẽ bán hạ nó sẽ hay hơn. Vì trend này nè mọi người, nó đang có một cái kèo, mọi người nha, một phiên là bán rất là mạnh ha mọi người, và sau đó là gần như là test trả và nó không thể hiện được cái xu hướng tăng. Thì đối với anh nghĩ là anh nên bán hạ cho nó an toàn nha, đối với quan điểm của anh. Và khi em bán hạ xong rồi em quan sát một lần sẽ mua lại sau khi nó ổn định rõ ràng, bởi vì đây nó không thể hiện được quyết liệt của một cái pha mua. Còn không em sẽ dùng cái số tiền em bán á, em cắt lỗ, vì em bên đây cũng lỗ, bên cổ phiếu cũng lỗ thôi, thì lúc đó em có cơ hội em sẽ nhiều hơn. Và nhớ nha mọi người nha, đừng để mình trong trạng thái là khi mình không hành động á, tới lúc mà thị trường chẳng hạn nó có quay xe và những cổ phiếu mạnh nó thật sự là mạnh nha, thì lúc đó lại là câu chuyện của chúng ta chạy theo sau. Còn bây giờ là chúng ta cầm đèn chạy được rồi đó. À, Nguyệt Đặng, hello Nguyệt ở bên Nhật Bản này nha. Rồi, VBN trả lời rồi Nguyệt ạ. SCC BLC nhờ anh thăm khám giúp em nhé. SCC em đã về bờ, thấy chạm kháng cự, không nghĩ VN tèo nhanh thế mà. Anh ạ, đúng rồi em ạ. Hello Nguyệt bên Nhật Bản nha, rất là văn minh lịch sự. Cảm ơn Nguyệt đã gửi món quà cho anh ha. VBN thì hiện tại, VBN nói rồi Nguyệt ạ. SCC
Anh như thế này ha, cổ phiếu của khu công nghiệp hiện tại anh thấy nó vẫn đang ổn chứ không phải là không em mà. Nói sập thật sự luôn, còn khi bị bán tháo thì cái chuyện ổn mà không ổn thì nó vẫn phải bị bán thôi. Cái này là sự thật. Còn bây giờ nha, nếu trường hợp mà bị bán về những cái vùng giá ở đâu người ạ? Ở những vùng này nè, vùng 52 đi sẽ có lực cầu. Tại vì sao? Thứ nhất, khẳng định luôn, ông này sao mọi người, cái vùng giá khoảng 55 là có khả năng là bị bán về đây cái đó nè, MA10. Nếu trường hợp mà rút chân trở lại là quá đẹp, khẳng định luôn dòng tiền đang vào khu công nghiệp. Còn nếu trường hợp mà bị bán em ạ, thì anh nghĩ là em nên xem cái nhịp sau mà nó có tích cực trở lại thì em nên tích cực cái câu chuyện là giờ nên bán hạ thôi. Bởi vì ông này vẫn đang chạm kháng cự và bán trở lại ha. Nó bị bán trở lại. Nhưng mà anh thì vẫn đang nghĩ là cổ phiếu đang tập trung những dòng tiền vào một số nhóm ngành đó em, và nhóm khu công nghiệp nè. À, có điều là nhóm khu công nghiệp này thì nó vẫn không có sự là bứt thoát khá rõ để vượt qua, và nó vẫn đang trong cái kênh dưới, cái kênh dưới nha mọi người nha, chứ không phải là kênh tăng. Kênh lên nó khác và kênh dưới nó khác nha. Rõ ràng là cổ phiếu đang dòng tiền đang tập trung vào nhóm này nhưng nó phải cứ đi dích dắt ok nha. Nếu mà cổ phiếu như thế này em về bờ thì anh nghĩ là em nên hạ tỷ trọng để em ngồi em ngó cũng được, hạ 50% cho anh ha. Còn tăng thì em cũng vẫn vui, còn giảm thì em lại có câu chuyện của cover lại cái lượng hàng đó, quá hợp lý ha. BLC thì nhựa công ty hóa dầu ha mọi người, nó liên quan đến đầu tư công này nọ đúng không ạ? Thì rõ ràng là cổ phiếu này nó đang đang test lại khu vực này. À, có khả năng là ông này hình thành cái gì ạ? Vai đầu vai. À ok. Một đáy, hai đáy, ba đáy, vai đầu đây nè. Vai nè, vai trái, đầu là tới vai phải nè. Nếu trường hợp ông này không test gãy qua chỗ này thì anh nghĩ giữ được, tại vì nó sẽ tạo thành mẫu hình là vai đầu vai. Nói sao cho mọi người rõ ta. Quá chuẩn à? Đó. Ok, trước mắt là như vậy ha. Ông này vẫn đang đi ngang. Anh nghĩ là với cái áp lực này thì nó sẽ một là bị bắn mạnh theo và rút chân thì là đẹp để cầm nắm giữ đi lên ha. Chào Thái, hôm nay mình có mua Pau và Gas bị lỗ 3%, không biết tuần tới thế nào thì chắc là mình nghĩ là nên cầm thôi bạn ạ. À. Tại vì chưa biết hàng về sao thôi bạn ạ. À. Cuối tuần vui vẻ, ok Hoàng Lam nha. À đây, chưa cảm ơn Lam nha, người bạn thân thiết, người em của mình, Bình Dương. Phan Cường, Gas, Pau. Rồi. Hay cho anh biết là chiều bán của ACB C2 ha. ACB câu hỏi mọi người nhiều quá mọi người ạ. À. ACB thì như thế này. Em thấy là cái nhóm banh hiện tại là như riêng ông banh á, thì trong nhóm này phải khẳng định luôn là ông này đang mạnh hơn những cổ phiếu khác. Vì sao nó mạnh? Vì nó đang kéo và đang đóng nến trên cái đường EMA 50, cái đó là sự thật mình phải thừa nhận ha. Còn khi mà trường hợp em nghĩ là như thế này, nó gãy đường này thì nó mà nó gãy thì em nghĩ là nên hạ cũng được, tại vì nó sẽ test trở lại đường EMA 20 là cái đường căn cơ nhất, vì nó sẽ xuyên qua này ha. Còn khi mà anh không khi mà anh vẫn cảm nhận như là anh bán không nở thì có một cái cách bán 50 cho em, giữ lại 50 là sẽ yên tâm nhất cho anh đó. Tại vì rõ ràng là ở đây gãy là nó sẽ về đây thôi anh ạ. À. Rồi C2 em khuyên dạy là hợp lý nha. C2 thật sự mà nói là gãy trên like nha mọi người, nên hạ ha. Dẫu biết rằng cổ phiếu này nó có những câu chuyện của kỹ thuật, câu chuyện của gì đấy là nó để tính sau, nhưng mà trước mắt gãy cái đã, chúng ta chỉ nhìn vào đồ thị chúng ta trả lời thôi ha. Và khi gãy cái này nó cũng sẽ ưu tiên cho những cái chỗ khác nữa mọi người ạ. À. Chào Thái, có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm để nhận diện đâu là trứng, đâu là bóng tennis. Ok, như thế này, nếu trường hợp mà đây mình lấy cái nào cho nó dễ nha, HKH đi ha. DCC. Đây. DCC có những giai đoạn mà đây là test gặp bật, test gặp bật, test gặp bật này mọi người. HAH đi. Trong một kênh giá như thế này, đây, đây là trứng nè. À đây là quả tennis nè. Thứ nhất là giữ được trend tăng, đạp ngay lại đường EMA 50 và bật lên và luôn luôn giữ một cái trạng thái tăng chứ không gì ạ, không bị nằm bẹp luôn. À, nằm bẹp luôn là lấy anh đắc xanh cho nó dễ ha, trứng gà nè ha. Kéo trở về đây là dập mặt té lại, kéo dập mặt, kéo gập mặt nè ha, đấy. Hôm nay là một T cộng nhưng không ngờ lại căng như vậy, ok. Cổ phiếu có câu chuyện hai hôm rồi điều chỉnh nay có bị đạp cũng không ngờ là đạp sàn luôn nè, ok em ạ. À, không biết là hiện tại anh đang nắm hàng hay là không nha, anh nhận định tên GCTD ghét tuần tới ạ. À. Ok mọi người ơi, tự nhiên á, tự nhiên thật sự tự nhiên mình chóng mặt, mình nói thật
có lẽ là để mình nghỉ ngơi chút nha. Còn những câu hỏi của các bạn trên này mình sẽ trả lời bằng bằng gì ta, bình luận cho nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình nhận định thị trường của cái thứ hai tuần sau. Giờ mình đi nằm nghỉ một chút xíu cho nó khỏe lại, chứ thật sự mình còn sức khỏe là mình trả lời luôn á. Các bạn biết tính mình rồi ha. Rồi thôi ấy nha mọi người nha, để đó chiều tối mình trả lời lại cho nha. Bắt đầu từ câu hỏi của bạn Huyền Techcombank rồi nha, quá nhiều nè, tự nhiên nó mệt. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Các bạn cuối tuần các bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi bên gia đình này ha, rồi đọc thêm sách, rồi đọc thêm hạn chế vào câu chuyện của tin tức để nó các bạn không bị thiên kiến về một cái phía nào đó nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha, tự nhiên nó mệt ngang tơi. Rồi bye bye nha mọi người, các bạn thông cảm giùm mình không chưa trả lời được cái đó nha, mình cũng khá là ấy nấy nha. Rồi, cảm ơn nha.